Vâng, xin chào các bác. Tôi là bác sĩ Đỗ Tiến Đức. Và hôm nay tôi sẽ dẫn các bác đi thăm một trang trại gà 10.000 con ở Đoan Hùng, Phú Thọ. Đàn này đang bị hen CD ghép E. coli. Các bác có thể quan sát con gà đang ngáp này. Chúng ta có thể là liên tưởng đến bệnh hen ORT đúng không ạ? Nhưng thực chất đàn này đang bị hen ghép E. coli các bác nhé. Gà rất là sốt ủ rũ và đàn này là đã có hai bác sĩ đến điều trị rồi. Hai lượt điều trị rồi và đã cũng đàn này cũng đã hao rất nhiều. 10.000 con mà tức là 10.000 con ấy, bây giờ chỉ còn 9.600 con thôi. Tức là đã hao mất 400 con rồi. Và chúng tôi là người thứ ba đến tham gia thăm khám và điều trị cho đàn này. Đây, các bác có thể thấy là gà rất là ủ rũ, đứng một góc ủ rũ, có hiện tượng ngáp rất giống ORT. Đây, các bác nếu mà nhìn qua cái triệu chứng chúng ta có thể là mường tượng đến bệnh ORT. Tuy nhiên với cái bệnh ORT với E. coli kéo màng này, nếu chúng ta sử dụng phác đồ tiêm thì có thể là sử dụng chung phác đồ tiêm được. Đấy, các bác có thể quan sát là đàn gà rất là ủ rũ luôn. Đó, đàn gà rất là ủ rũ. Và đàn này chúng tôi sẽ tiến hành cho tiêm 2 mũi và uống đuổi 4 ngày kháng sinh. Gà rất là ủ rũ các bác nhé. Nhìn gà rất là ủ rũ. Và chúng tôi tiến hành mổ khám. Và người trực tiếp mổ khám là bác sĩ Cường, nhân viên kỹ thuật của công ty thú y Hà Thành ở khu vực Phú Thọ. Đấy là người trực tiếp thăm khám và điều trị cho đàn gà này. Chúng ta sẽ cùng quan sát những cái bệnh tích của cái đàn gà này. Khi mổ khí quản ra chúng ta thấy là không có bã đậu. Không có bã đậu, không có kén trong khí quản. Chúng ta tiến hành mổ khám ở xoang bụng để kiểm tra túi khí và cái xoang bụng xem có kéo màng không. Đó, các bác có thể quan sát là cái phần túi khí, phần giáp phổi ấy, có fibrin, có bọt khí. Và xoang bụng này có bã đậu, có E. coli kéo màng. Đã tạo thành bã đậu màu vàng vàng rồi đấy. Thì chúng ta mổ qua khám con thứ hai. Đó, cũng bị viêm túi khí bác nhá, có fibrin này. Fibrin bám vào túi khí ở phía trên này. Đó, rất rõ ràng luôn. Đàn này là hen CD ghép E. coli kéo màng. Đó, bã đậu. Đấy, viêm túi khí cả ba con. Sáng nay mới mấy chục con thì sáng nay Ngoài kia vừa nhặt ra chắc là cũng đôi cho con nữa. Con thứ tư tình trạng cũng vậy. Viêm túi khí. Và có kéo màng. Đó, con này nặng nhất rồi bác này. Nặng nhất con này. Đó, chúng ta có thể quan sát thấy cái màng bã đậu vàng vàng đây. Đó, chính là do E. coli gây ra. Và đàn này chúng tôi sẽ sử dụng phác đồ tiêm. Tiêm 2 mũi là dùng sử dụng Covin 141 cộng Lancospec cộng đề sa kháng viêm cộng Amilovit 115 để tăng lực. Và đây là cái hình ảnh cái trang trại mà đã 10.000 con đang bị E. coli kéo màng đấy bác. CD ghép E. coli đây.
Và sau đây chúng tôi bắt đầu tiến hành tiêm mũi 1. Các bạn kỹ thuật bắt đầu sử dụng cái phác đồ chúng tôi kê để tiêm mũi 1. Và phác đồ này chúng tôi sẽ sử dụng là do đàn này đã chữa nhiều lần rồi, chúng tôi chữa lại nên chúng tôi sẽ phải tiêm 2 mũi bằng phác đồ của Covid Pharma. Covid Pharma là một trong những thương hiệu của thú y Hà Thành, của công ty thú y Hà Thành. Đó, thì trang trại này sử dụng cái phác đồ của Covid Pharma bác nhé. Đấy, thì sau khi sử dụng cái phác đồ Covid 141 cộng với Lancospec cộng đề sa kháng viêm cộng Aminovit 115 để tăng lực, thì sau đó chúng tôi sẽ cho uống đuổi 4 ngày Kitacol có thành phần là Kitasa Mycin cộng Colicolit cộng với cả Florphenicol rồi là cộng với Melocam để kháng viêm. Rồi chiều, đấy, bữa sáng, bữa chiều sẽ giải độc bằng Betphonic. Hoặc chúng ta có thể thay thế bằng cái phác đồ của Hà Thành, thì chúng ta có thể thay thế bằng Covid 141 bằng HT6789. Giải độc bằng Betphonic có thể thay thế bằng Biosmart 102. Đấy. Còn các thuốc kia có thể sử dụng giống nhau. Đấy, các bác có thể quan sát là cái đàn hôm nay chúng ta bắt đầu tiêm này, mũi 1 đây. Rất là hổ rũ. Hôm nay bắt đầu tiêm mũi 1. Và đàn này chúng tôi sẽ cho tiêm 2 mũi. Và mỗi mũi cách nhau một ngày. Hôm nay tiêm và mai sẽ tiêm mũi thứ 2. Sau đó cho uống đuổi 4 ngày. Sau khi uống đuổi 4 ngày xong, chúng tôi sẽ quay lại để kiểm tra đàn gà này. Đấy. Và để minh chứng cái kết quả điều trị của chúng tôi. Đây là các kỹ thuật đang tiêm các bác nhé. Các bạn kỹ thuật đang hỗ trợ trang trại tiêm. Trang trại là nuôi gà màu nhưng là nuôi trường kín các bác nhé. Và sau đây là chúng tôi tiến hành tiêm mũi thứ 2. Trực tiếp là bác sĩ Cường. Đấy, trực tiếp tiến hành tiêm mũi thứ 2 cho đàn gà. Sau 2 mũi thì mũi thứ 2 thì con gà nó sẽ đỡ hơn một chút. Đấy, sẽ ổn hơn khoảng 60%. Sau khi đó chúng ta sẽ tiến hành là uống đuổi 4 ngày nữa thì gà sẽ ổn định hoàn toàn. Và sau đó chúng tôi sẽ quay lại để kiểm tra cái đàn gà này. Sau 4 ngày uống đuổi, chúng tôi sẽ quay lại để kiểm tra cái đàn gà này để minh chứng cái kết quả điều trị cho các bác nắm rõ. Anh đang dùng men đúng không? Đấy, một lần anh mua chục cân men hả? Đấy, anh dùng thì anh mất tầm triệu mấy cơ. Đấy, vì anh dùng cái đấy anh chỉ mất có vài trăm nghìn thôi. Chi phí của anh là tiền men là giảm rồi. Đấy, bình thường anh lại phải mua thêm amoc, ampi để thời tiết mưa gió như này anh phải trộn cho uống để cho nó phòng tiêu chảy đúng không? Thì trong cái số đó anh vừa được tiền men rẻ rồi đúng không? Nhưng mà nó lại được chức năng là thay thế amoc, ampi để phòng đường tiêu hóa. Và khi sau này nó có bị bệnh, anh dùng ấm ấm ampi điều trị mới hiệu quả. Còn nếu anh dùng ấm ấm ampi rồi, đấy, anh phòng rồi thì lúc anh dùng ấm ấm ampi điều trị không hiệu quả đâu. Nhiều người có quan niệm ấy là lúc bé thì tôi dùng ấm ấm 10, ampi 5 thì tôi phòng. Không, lớn thì dùng ấm ấm 50, 64 phòng, sai lầm. Nó vẫn là ấm ấm, thành phần nó vẫn là thế. Hàm lượng cao hơn thì nó chỉ là dùng liều cao hơn thôi. Đấy, chứ không phải là phòng bằng ấm ấm 10 mà điều trị ấm ấm 50 là hiệu quả đâu. Vì nếu anh dùng phòng liên tục bằng ấm ấm 10 thì nó đã nhờ ấm ấm rồi. Đến lúc anh dùng ở mức 50 hay 64 hay 80 thì nó vẫn cứ nhờn rồi. Nó nhờn là nhờn cái thành phần chứ nó không phải nhờn cái hàm lượng. Còn hàm lượng 10% hay 50% ấy thì 50% dùng được nhiều tấn hơn. Nó sẽ rẻ hơn 10%. Đấy. Tuy là một cân 50% ở mức 50 nhưng nó đắt hơn một cân ở mức 10. Nhưng mà khi mà anh dùng 10 cân ở mức 10 này, nó lại đắt hơn một cân ở mức 10 này. Đấy, như cái chế phẩm em vừa nói với anh ấy, cái laptop ấy. Đấy, khi mà anh dùng 10 cân men đó mới bằng một cái xô men kia. Đấy. Về cái thể trọng nhé. Đấy, trọng lượng một cân này với cân này thì đắt hơn. Đấy, cân có top sẽ đắt hơn cân men thông thường. Thế nhưng mà một cân này đã dùng bằng 10 cân kia, nó cũng như ở mức 10 với ở mức 50 ấy. Đó. Thì bây giờ bác anh dùng cái xô đó, cái xô có top đó thì anh vừa được vai trò của men, vừa được vai trò của cái phòng bệnh amicoli. Cái được lợi của anh là anh tránh hiện tượng nhờn kháng sinh. Tránh được nhờn kháng sinh. Đấy, khi mà gà nó có bị viêm ruột tiêu chảy thì anh điều trị nó sẽ nhanh khỏi hơn. Và khi đưa cái chế phẩm vào phòng viêm ruột E. coli rồi ấy,
thương hàn rồi ấy. Thì khi nó liên tục trong đường ruột nó có con lợi khuẩn để nó chiếm chỗ cái con gây bệnh kia. Thì khi mà con gây bệnh nó có vào được ấy, thì nó gây bệnh, nó không thể gây được bệnh nặng như mình không phòng. Đấy, khi mình phòng một kiểm soát bằng chế phẩm tốt rồi. Đấy, tức mình bổ sung một lượng quân đội vào trong đường ruột. Đấy, khi kẻ thù nó vào trong đường ruột có quân đội nó đánh bớt đi rồi. Nó đánh dẹp bớt đi rồi thì cả nó có để nó gây hại được cho đường ruột của con gà ấy, thì nó chỉ gây được một tí thôi. Đấy, nó không thể nặng quá nặng chết gà nhiều được. Đấy, đấy là cái lợi điểm. Thì anh là sẽ có đấy, mình nói chung là ít nhất có hai điểm là mình thay được men và mình rẻ tiền hơn men. Và mình thay được kháng sinh phòng bệnh, Amoxicillin anh hay dùng bình thường đúng không? Thì mình gộp hai cái trong một cái. Vậy là một vạn gà của anh là chi phí là nếu phòng bệnh là đã giảm được nhiều tiền rồi, nhiều triệu rồi. Đó. Thì những cái sản phẩm ấy là anh có thể là anh hợp tác với nhiều đại lý đúng không? Đấy, như anh có thể lấy là lấy đại lý bên em để anh kiểm chứng sản phẩm đó. Đấy. Nhất là gà của anh thì đang nào anh vẫn phải dùng men đúng không? Thì mình có thể mình kiểm chứng một cái đấy, mình giảm chi phí đàn gà mình đi một vạn gà thì anh giảm chi phí tiền men đi đúng không? Bằng cách là mình dùng chế phẩm đấy giảm tiền men cho anh đi, và mình cũng có thêm cơ hội mình kiểm chứng là phòng bệnh thay AMP AMOX được không, có kiểm soát được tiêu chảy như bình thường anh dùng AMOX đi không. Đấy, thì anh không phải bỏ tiền mua thêm AMP AMOX nữa. Đấy, anh tiết kiệm được bao tiền cái kháng sinh phòng bệnh rồi, và anh được thêm cái nguy cơ là giảm được cái nguy cơ nhờn kháng sinh. Đấy, đấy rất là tuyệt vời luôn. Nghe cái đấy là có thể là công ty có rất nhiều sản phẩm, nhưng mà em nghĩ là cái đấy là cái giải pháp mà bọn em đem lại cho anh là rất là phù hợp với gà của anh giai đoạn này. Đấy, thì anh cũng nên ứng dụng thử xem. Đấy, cái hiệu quả đem lại thì ví dụ cái đàn gà của anh là vừa điều trị cái cáo màng ấy, thì chất lượng sản phẩm của bên em thì anh cũng đánh giá rồi đúng không? Đó, điều trị cái sản đàn gà mình cũng tương đối ổn. Đấy, Cường trực tiếp điều trị ấy, thì cũng em cũng gửi video cho em, cũng chia sẻ, anh em cũng góp ý với nhau rồi. Đấy, thì là lúc mà trước khi điều trị thì gà trông rất ủ rũ, em cũng xem cái video mà Cường quay rồi, và sau khi điều trị xong thì nó cũng khác hoàn toàn. Đó, lát nữa xin phép anh ra thăm qua trang trại với em, vậy em quay một tí nhé. Xong điều trị, Cường điều trị như nào đấy, anh trả lời cho em được. Đi nào anh? Đi cửa nào đi? Cửa đấy. Khu này mình trước là định làm chuồng lợn hay là chuồng gà? Chỗ này à? Đấy. Chỗ này của anh là chuồng, làm thêm một trại nữa. Chỗ này mà không xây thì bỏ ra hơi phí ấy. Cái này của em có cái dự án đường nó đang liếm ở cái trại này. À thế ạ. Thế nên nếu mà cái đi ra đây, nếu không xây rồi. Đấy. Nếu à, mà có dự án đường có đây ạ. Năm tới nếu mà cái dự án mà nó thông thì đi về đi, con đi về đi. Đi về cho. Công đi về. Đi về. Về nhà bản. Nếu mà năm tới mà dự án mà nó triển khai thì cái này nó sẽ hạ bằng đường bê tông kia, thì sẽ phải làm được ba trại này luôn. Vâng. À, làm được ba trại nữa chứ không phải là một trại. Cái chuồng úm vừa rồi ngoài này lại làm để làm mấy thôi. Chưa bán hết gà. Tỷ lệ hen bây giờ giảm bao nhiêu phần trăm rồi anh? Nói chung là nó cũng tương đối cơ bản là kiểm soát tương đối đúng không? Không chế được. Nó chỉ có một số những con nó nặng quá, nếu mà mình cẩn thận ấy, mình mà không bận rộn thì mình nhặt ra mình tiêm thêm thì là coi là ổn. Cái là mình cũng nói chung là cũng lắm việc mấy hai nữa này. Mình đánh giá này, những con này nó bị nặng mà kháng sinh nó nhiều rồi thì nó có lên nó cũng thành cỏ. Vâng. Thôi gà bé này loại bố đi. Vâng. Sau này
Thế là trước khi điều trị là em thấy bác sĩ Cường cũng có nói là cũng chết khoảng 400 con rồi anh không anh? Chết nhiều không anh? Khoảng... trước khi em điều trị là mình phải đi chú pha thuốc 9.000. Đến hôm 9, sau, 000, hôm sau là pha 9.000. Hôm đầu tiên là pha 9.600. Đấy. Đấy thì còn lại còn 9.000 thôi. Ừ. 9.000 còn, còn 9.000. 9.000 này, gần 9.000 này. Gần 9.000 đấy. Hôm sau thì pha được 9.000 thì còn yeah. ít. Pha 9.000. Đó là mũi thứ 2 thì pha được 9.000, còn mũi đầu tiên là pha 9.600. Thế là tiêm mũi đầu thì anh Thoại cảm giác thế nào? Tiêm xong mũi đầu ấy. Nói chung là khi điều trị thuốc vào con gà thì xong thì cũng cảm thấy là nó đi vào chuồng cảm thấy nó giảm cái mật độ hen đi nhiều. Vâng. Nó con gà nó cũng giảm, nó không còn bị ngáp như trước nữa. À. Thế tiếp đến thì cũng gọn Cường lên cũng bảo là đấy thì làm tính nào tính toán xem nếu giả sử phải tiêm mũi 2 thì cứ tiêm cho anh. Thật ra thì chứ còn cũng không để nó nam giải thì bởi vì cái lúc mình chữa là cũng đã là hơi muộn rồi. Vâng. Đấy, mình cũng là hơi muộn nên nó cũng bị thất thoát một số. Vâng. Thế điều trị mũi 2 nữa thì buổi chiều hôm đấy là chuyến trước là úm ở chuồng ngoài là không có ăn uống tự động. Vâng đấy. Vâng. Thì khi mà cho vào đây ấy thì con gà một là nó bị yếu, hai là nó bị chép, ba là đấy nó bệnh đấy thì nó yếu thì là nó không tìm đến nó uống. Vâng. Vẫn cứ phải xách nước đúng cho rồi. Uống. Thế nhưng mà tiêm đến mũi 2 rồi buổi sáng buổi chiều thì gà rất là nhanh nhẹn, rất khỏe mạnh. Vâng. Đấy thì sau mũi 2 là tương đối ổn, nó gần như ổn đúng không anh? Tương đối ổn. Vâng. Thì sau đó là mình sử dụng bắt đầu tiêm là Covid-141 và cái Lancospec đúng không? Ừ. Và trợ sức trợ lực nữa. Và sau đó là cho uống là mình cho uống là Kitasa cộng với cả Folo đúng không? 3 ngày đúng không? 3 ngày. Anh Thoại đánh giá về cái quá trình điều trị của bác sĩ Cường trong quá trình điều trị cái đàn Canvas Equi nhà anh đánh giá thế nào? Thì về tiến triển thì mình có cảm thấy hài lòng không? Nói chung là mình cũng cái lúc mà mình gọi cho Cường mà lúc đấy là đàn gà của mình rất là yếu nặng rồi. Vâng, nặng nó. Vâng. Gọi lên thì nói chung là cũng không tóm lại là không bị mất niềm tin. Tóm lại là đặt niềm tin đúng chỗ. Phải nói thật. Nói chung xử lý thấy là nó ổn. Tuy nhiên là nó cũng vẫn có những cái nó cũng vẫn bị thất thoát. Cái là lúc đấy mình cũng đánh giá là con gà nó cũng bị nặng thì nó cũng sẽ bị ảnh hưởng nhưng không thể tránh khỏi. Ở đấy nó vẫn trong tầm cho phép. Nên là nói cái trước mắt là như thế nhưng mà cũng mong muốn anh em mà nếu như mà có thời gian gắn bó lâu dài thì cũng phải lúc nào cũng phải có trách nhiệm là làm sao giúp đỡ trại là cũng như tài sản của mình. Đấy, như cái nói chung là cũng là cái phần trăm lợi nhuận của bản thân Cường cũng như là của công ty nên là cũng muốn là gắn cái trách nhiệm vào đấy. Trên khu vực của Phú Thọ thì công ty giao bác sĩ Cường là phụ trách là hỗ trợ chăm sóc các trang trại mà đã dùng thuốc của công ty anh ạ. Cái acid hữu cơ nó sẽ có hai cái tác dụng anh ạ. Nhất là anh dùng máng tự động này thì anh nên định kỳ anh cho uống acid hữu cơ, anh tẩy rửa đường ống đi. Tại vì mỗi lần anh cho uống thuốc ấy, kể cả thuốc bổ hay kháng sinh ấy, thì nó có nguy cơ làm tắc đường ống. Đúng rồi. Nhất là thuốc bổ mà những dòng mà có vitamin hàm lượng cao thì nó sẽ là gây nhất đường ống. Yeah. Mà gây nhất đường ống để lâu ngày thì mà gà uống lại cái chất nhất đấy thì gà lại tiêu chảy. Yeah. Ảnh hưởng đường ruột, đường tiêu hóa của con gà. Nên là đã dùng máng uống tự động ấy thì là định kỳ nó phải một là anh ngâm cho em. Đấy, ngâm thì anh treo cao lên ngâm cho em 2 tiếng rồi anh xả đi. Yeah. Hai là nếu mà anh dùng được tuần 3 không phải ngâm đường ống nữa. Đó. Và ngoài vai trò là acid cơ, ngoài vai trò là nó tẩy rửa đường ống. Đấy. Thứ hai nó còn có quá trình là kiểm soát cái đường ruột trong con gà đó, kiểm soát E. coli. Đấy. Thế đàn nhà anh nếu mình chống hiện tượng mà ngăn ngừa nó bị tái lại E. coli có màng ấy, mình dùng acid cơ kiểm soát tuần uống 2-3 bữa cho em. Đó. Thế kiểm soát được nó không để con bị E. coli nó tái nhiễm lại đàn gà mình nữa. Đấy, bây giờ muốn trước mắt là muốn con gà nó qua được, nó khỏe được hồi hoàn toàn thì anh phải xuống thuốc bổ rèn cho em 7-10 ngày để nó thuốc bổ nó làm con gà nó hồi sức lại, thì nó thứ nhất là nó có miễn dịch tốt. Đấy, khi con gà nó khỏe lại là có miễn dịch tốt thì nó mới át được cái bệnh đi.
Đấy, và thứ hai là nó kéo lại được cái tốc độ tăng trưởng của con gà. Anh vừa rồi gà bị bệnh mất, trước khi gọi cường là bị mất mấy ngày rồi đúng không? Xong cường lại vào điều trị, hỗ trợ anh điều trị mất khoảng 4-5 ngày rồi đúng không? Đúng rồi. Vậy là gà của anh ít nhất là chậm sinh trưởng mất khoảng 7 ngày rồi. Đấy, ít là 7 ngày. Bây giờ thì anh phải cho uống thuốc bổ cho em. Anh chọn là nào anh chọn. Đấy, bên công ty có cái sản phẩm Aminovit. Đấy, thì anh có thể cho uống hoặc là Axit Natri 8X. Ngay đấy thì đương nhiên là vâng. Họ nào là cũng đang trộn cái này. Thì bên em đang có cái dòng kích tía chân đây. Vâng. Thì thường là tầm độ gà là và vùng vỗ đúng không? Vâng. Giai đoạn vỗ. Giai đoạn vỗ thì thường là 2 tháng vào trong dùng cái đấy. Xong là cái 20 ngày cuối cùng ấy thì là dùng gỗ béo. Cái đấy nó cũng vừa tác dụng gỗ béo vừa tác dụng tía chân. Đó, thì tầm 2 tháng bọn cho dùng cái đấy là nó giúp con gà tía chân. Còn nếu mà cũng có thể anh đưa cái đó vào ngay từ giai đoạn phục hồi cho con gà này. Đấy, để nó phục hồi cả cái nhan sắc đấy, và cả thể trọng và nhan sắc luôn. Thực ra nếu như con gà này giai đoạn nào thay lông thì mình cũng phải nên bổ sung các cái chất cần thiết khoáng, của nó. Thì đến lúc mà si. Đến lúc mà nó vỗ á, đến lúc mà vỗ con gà thì mình sẽ không bị mất cái thuốc để vào nó lại phải củng cố. Vâng, củng cố khi nó đủ các gì lúc ấy nó mới thành là tăng trọng con gà vừa là vỗ là lúc vỗ béo. Vâng, đúng rồi. Nên là bản thân em nuôi là cũng cứ giai đoạn này em vẫn cứ bổ sung. Dạ vâng. Tuy nhiên là cái lượng của nó không nhiều. Vâng. Gọi là mình gọi là cho ăn thêm thôi. Giai đoạn 2 tháng là anh cần tăng khung. Đấy, còn gà bán ngắn ngày là anh nuôi ngắn ngày anh phải nó anh càng tăng khung sớm thì cái quá trình sinh trưởng phát triển nó càng rút ngắn, thì thời gian của anh đạt cân với độ đồng đều của nó càng rút ngắn được thì anh càng đỡ được cái tiền cám. Đấy. Như gà miếng sơn tây ấy, là bình thường họ bán 4 tháng 15 ngày họ mới bán. Nhưng khi dùng bộ sản phẩm của em ấy là 4 tháng 5 ngày họ bán rồi. Đấy. Cái trạm vặn rưỡi gà ấy, là họ rút ngắn được khoảng gỡ 10 ngày. Thế nhưng trước em vừa thăm một cái trang trại vặn rưỡi gà ở miếng sơn tây này. Đẹp đó, đúng rồi. Không cần đây này. Hiện nay tôi đang có mặt tại một trại gà mía một bạn 500 con của trước là tầm 4 tháng 10 đến 15 ngày. Nhưng mà bây giờ thì xuống khoảng độ 4 tháng 5 ngày là tôi bán gà. Bây giờ mình giảm được 10 ngày. Đấy, nói chung giảm được 10 ngày. 10 ngày và với một bạn rưỡi gà của anh thì cái tiền cám giảm hơn 100 triệu tiền cám. Bạn rưỡi gà đấy. Là miếng sơn tây anh ạ, là họ thả vườn. Đấy, nhìn toàn bộ ngoài là sỏi đá hết. Và gà thả vườn thì cái giống gà mà lông đỏ thì cần bóng cây nhưng mà ít thôi. Để nó phát được cái mã, phát được mã. À, gà anh mà nuôi chuồng kín thì càng cần. Thì khả năng tổng hợp được vitamin D từ ngoài ánh nắng là không tổng hợp được. Nên bản chất là con gà ấy, nó cũng không tổng hợp được vitamin D3. Vì nó có lớp lông vũ bao bọc hết cơ thể này. Cho uống thuốc bổ khoảng 7-10 ngày. Đấy. Anh chọn lại nào thì là tùy anh. Đấy, nhưng anh nên cho uống khoảng 7-10 ngày để nó phục hồi lại cái thể trạng con gà. Đấy, nó khỏe được thì nó cũng át bệnh đi. Tầm này của anh là nó vừa phục hồi thôi. Nếu mình muốn nó khỏe được như lúc trước bệnh ấy, thì anh phải uống thêm thuốc bổ khoảng 7-10 ngày. Đó, để nó hồi được hoàn toàn. Nếu không như này là chỉ cần thay đổi thời tiết một tí nữa, cơ thể là xuống sức đề kháng nó lại cái phát bệnh ngay. Đấy, nên là mình phải kéo thuốc bổ cho nó khoảng 7-10 ngày cho nó khỏe hẳn đấy anh. Đấy, vừa tái tạo lại lông mã, điều trị xong là gà nó sẽ lông nó hơi sơ xác tí. Vừa phục hồi mà. Đúng rồi. Bây giờ anh phải cho nó thứ nhất là phát triển bộ khung xương lại, lông mã nó cũng lại tí. Da chân nó sẽ phải hồi lại cái da chân màu sắc như lúc trước bệnh, nó tươi cái màu. Thế này đúng không anh? Đấy thì anh cần cho uống cho ăn thuốc bổ khoảng 7-10 ngày. Bên em thì em sẽ cho uống cái gà thường như này, sẽ uống cho một uống cái giải độc K2 đầu như anh trước dùng điều trị cho anh ấy. Được. 70 ngày đấy thì nó vừa có kháng thể. Đấy. Thì kháng thể nó tác dụng là trung hòa độc tố trong cơ thể con gà, còn độc tố thì nó trung hòa luôn. Thứ hai là nó giải độc. Đấy. Thì
giai đoạn con gà này vẫn cần giải độc. Vì vừa điều trị xong thì có thể độc tố vẫn chưa hết, nó hồi hồi rồi thế nhưng nó sẽ vẫn còn một chút ít độc tố, thì mình cần mình giải độc đi cho nó hồi lại hoàn toàn. Nếu lại có kháng thể thì nó sẽ giúp trung hòa độc tố, bớt những cái độc tố mà vẫn còn sót trong cơ thể, thì gà nó mới nhanh hồi phục đó. Vai trò của kháng thể là trung hòa độc tố và giúp kháng virus. Còn cái giải độc gan thận thì công ty nào cũng có rồi. Đúng. Trong cái chai kháng thể nó có giải độc gan thận nữa, thì một lúc là hai tác động luôn. Thẩm máy rắc chuồng này các bác sẽ dùng là 1 cân này rắc cho 100m2 chuồng trại. Đây với như anh cái tà chai là giải độc anh nhá. Cái này lấy trước, cái này lấy trước về sau lấy cái loại đắt hơn. Cái chai này là tác dụng là giải độc gan cấp, nhưng nó không có kháng thể. Cái này là giải độc rất là tốt. Trong trường hợp anh cần kháng virus chẳng hạn thì anh phải cần, anh phải dùng cái can hai đầu của em ấy, cái Doflix hoặc là cái Biosmart. Đấy thì nó giúp giải độc tố nó sẽ tốt hơn và nó kháng virus và nó tăng cường cái miễn dịch.